Có bao giờ các bạn biết ơn một ai đấy nhưng mà cuối cùng các bạn vẫn không mua hàng của họ không? Các bạn đã bao giờ chia sẻ thật lòng chân thành với khách hàng của mình nhưng mà tại sao họ vẫn mua hàng nhà bên kia? Tất cả bắt nguồn vào một điều này. Tất cả bắt nguồn về một điều duy nhất. Tất cả ở đây anh chị em comment đúng không sai, đó là quả. Nhưng cái nhân của cuộc sống vận hành bởi niềm tin. Niềm tin sẽ chi phối cuộc sống của chúng ta. Vậy thì khách hàng cũng vậy. Có bao giờ các bạn biết ơn một ai đấy nhưng mà cuối cùng các bạn vẫn không mua hàng của họ không? Các bạn đã bao giờ chia sẻ thật lòng chân thành với khách hàng của mình nhưng mà tại sao họ vẫn mua hàng nhà bên kia? Bởi vì sao? Vì cửa hàng nhỏ lẻ và chúng ta chuyên môn tốt là cắt liều, là tư vấn, đúng không? Là cắt liều giỏi. Nhưng mà người ta mua những hộp thực phẩm chức năng giá tiền triệu, hoặc một đơn 500 nghìn, 700 nghìn, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, thậm chí có những đơn 10 triệu, 15 triệu. Người ta sẵn sàng người ta ra Long Châu. Tại sao người ta yêu Long Châu hả? Không phải anh chị em, chẳng có ai yêu ai hết. Nhưng mà vì Long Châu họ làm tốt, những cái chuỗi lớn họ làm tốt. Làm tốt bởi niềm tin. Vậy thì bảo chia hai loại niềm tin. Có hai loại niềm tin mà chúng ta cần phải phân biệt được. Có hai loại niềm tin mà chúng ta cần phải biết được. Niềm tin bên ngoài và niềm tin bên trong. Sau khi anh chị em biết được cái niềm tin này rồi thì anh chị em sẽ đưa ra được cho mình những cái kế hoạch, những cái hành động một cách mạnh mẽ nhất. Vậy thì niềm tin bên ngoài là gì? Chúng ta hãy thử liên tưởng đến đâu nào. Niềm tin bên ngoài là gì ạ? Niềm tin bên ngoài có phải là biển to không anh chị em? Cái mà chúng ta nhìn thấy được bằng mắt, chúng ta cầm nắm được bằng tay, đúng không anh chị em? Đó là niềm tin bên ngoài. Niềm bên trong là gì ạ? Bên trong là ở bên trong lòng khách hàng của chúng ta. Chưa biết chắc chuyên môn ai tốt hơn ai, chưa biết điều đấy. Nhưng mà nhìn từ xa, thằng nào to hơn, thằng nào đẹp hơn thì thằng ấy có niềm tin nhiều hơn, đúng không anh chị em? Anh chị em chúng ta sẵn sàng vào trong siêu thị để chúng ta mua những cái hóa đơn 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Và chúng ta biết rằng những cái dụng cụ, những cái dầu, nước mắm, muối, bột giặt gì đấy ở trong siêu thị có khi là đắt hơn ngoài chợ. Nhưng tại sao chúng ta lại quyết định vào trong siêu thị chúng ta mua? Vì chúng ta nghĩ rằng ít ra trong đấy được kiểm định an toàn, được kiểm định chất lượng, đúng không anh chị em? Hoặc có cái quy trình gì đấy, họ chuyên nghiệp. Còn ngoài chợ là hàng giả, hàng nhái rất là nhiều. Nếu như mua, chúng ta mua thuận đường, thuận tiện, thuận tay, đúng không anh chị em? Nhưng mà cần mua 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu thì vào trong đấy có giảm giá, vào trong ấy thực ra sau khi tính giảm giá nhiều khi còn đắt hơn ở bên ngoài, đúng không anh chị em? Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó, vậy thì chúng ta phải biết được niềm tin bên ngoài là gì ạ? Là biển to, đúng không anh chị em? Đấy, biển to. Cứ biển to, anh chị em có thấy Long Châu biển rất to không ạ? Biển rất to, rất đẹp, đúng không? Và ai cũng thích vào những cái cửa hàng to, chúng ta cũng vậy, đúng không anh chị em? Đấy, đi ăn, đi uống đều thích những cái cửa hàng to, khang trang, sạch sẽ. Vậy ngoài cái biển to là gì ạ? Anh chị em có thể thấy được ánh sáng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cái việc thiết kế cửa hàng, tạo ra cái lòng tin cho khách hàng. Vậy anh chị em hãy xem lại ánh sáng của chúng ta đã sáng chưa, đã mạnh chưa, đúng không? Sáng trong nhà chưa, hay là trước sân đã sáng chưa? Buổi tối thì có sáng cả một cái vùng trời trước khu vực của chúng ta hay không? Nếu chưa thì hãy ngay lập tức là sắm thêm đèn vào. Anh chị em có thể thấy bất cứ những người lớn, những ông lớn nào, bất cứ trung tâm thương mại nào không có chỗ nào mà tối hết. Và không có một cái ông lớn nào, một cái chuỗi nào mà cái biển bé tí còn con. Chỉ có mỗi ông Phạc Masi nó nhỏ, nhưng bây giờ cũng to. Nhưng mà cái biển của họ rất bắt mắt và họ có cái số lượng lớn. Đó cũng là một cái lợi thế, một cái điểm mạnh của họ để họ marketing. Còn chúng ta rất ít cửa hàng thì chúng ta phải làm thật tốt cái điều này. Nếu như các bạn 3 năm, 5 năm chưa thay biển, nếu có điều kiện mà sự cạnh tranh cao thì các bạn hãy thay biển hiệu. Rồi ngoài cái việc ánh sáng, điều gì chúng ta có thể thấy là gì á? Là trang phục, đúng không anh chị em? Trang phục, những cái chuỗi khác đều 2-3 lớp, trong blue, trong thì áo màu, ở ngoài thì blue trắng, đúng không anh chị em? Ở cổ thì có dây đeo, các anh chị em nhìn thấy cái chuyên nghiệp không ạ? Vậy đôi khi nhà thuốc tư nhân của chúng ta thì sao? Đôi khi là còn mặc đồ bình thường để ra bán hàng. Hoặc nhân sự chúng ta áo quần thì
không thèm là vấn đề như vậy, hoặc là tóc không được gọn gàng lù xù bù trên đầu như vậy vẫn cứ để bằng được, hoặc là nhân sự ra bán hàng là con gái không có một chút tô son trên miệng, thì điều đấy ở cửa hàng của Bảo bắt buộc phải tô son, không tô son là phạt ngay. Còn nếu em trả lời anh ơi em tô son chì nhiều thì em mời em đi chỗ khác tô son khỏi chì, đúng không? Vì sao? Vì chúng ta là kinh doanh, nhân sự là bộ mặt của cửa hàng, đúng không anh chị em? Vậy thì anh chị em hãy xem lại biển to, ánh sáng, trang phục. Rồi anh chị em hãy comment là chúng ta còn cái gì nữa, đúng không? Còn cái gì nữa? Có phải sự đủ thuốc không anh chị em? Đủ thuốc, đúng không anh chị em? Nhiều thuốc, đúng không? Đấy. Khách hàng họ vẫn chấp nhận đắt hơn 5.000, 10.000, 15.000 để đi tới một cái nơi nào đấy mà được gì anh chị em? Mà được cái đầy đủ, thay vì qua nhà này mua 3 món, qua nhà kia mua 2 món, qua nhà nó mua món, đi tìm mệt lắm. Vậy thì chúng ta muốn cạnh tranh được trong cái thời đại cạnh tranh ngày hôm nay thì chúng ta phải đủ thuốc. Vậy thì anh chị em hãy liệt kê ra, hãy liệt kê ra thêm những cái điều gì anh chị em đang vướng phải. Đồng phục anh chị em đã có chưa? Có nhưng mà mặc chưa? Mặc rồi thì ngoài cái đồng phục còn cách nào để làm chuyên nghiệp hơn nữa không? Bảng tên có chưa? Người thì đeo, người thì treo, cái nào cũng được, đúng không? Đã có chưa? Nếu như mà tóc khó cột quá thì đã có cái nón giống như nón y tá, hộ tá chưa? Cũng được, cũng là một cách để mà che đi cái phần tóc. Anh chị em không tin, ngày mai hãy kêu nhân sự của chúng ta lại bịt hết toàn bộ khẩu trang, không biết, không cho mặt, không xem mặt, không biết đứa nào buồn, đứa nào vui, đứa nào tiêu cực, đứa nào tích cực, không cần biết, che khẩu trang lại hết. Nhưng mà tóc thì vuốt cao, một đứa tóc để bù xù, để bình thường, một đứa tóc vuốt thật cao, thật chắc, buộc lại, thì xem ai năng lượng hơn anh chị em. Nhìn vào chúng ta đã cảm thấy được cái năng lượng của cái người buộc tóc cao, buộc tóc chắc rồi. Vậy thì anh chị em coi lại cái trang phục, cái tác phong của nhân sự của mình, với cái phong cách đứng đã tốt chưa? Vậy thì đó là niềm, đó là gì? Đó là những cái điều bên ngoài tạo ra niềm tin. Vậy điều bên trong tạo ra niềm tin là gì ạ? Bên trong tạo ra niềm tin có phải là gì ạ? Là chuyên môn, đúng không anh chị em? Chuyên môn tốt. Chúng ta muốn cạnh tranh thì chúng ta phải có chuyên môn, đúng không anh chị em? Khách hàng họ thích một cái biển to, hay họ thích vào một người hỏi cái gì cũng biết, hỏi một câu mà tư vấn 3 câu, 5 câu, 6 câu. Vậy nhân sự của chúng ta đã có quy trình đào sâu vào cái vấn đề của khách hàng chưa? Khách hàng vào mua một vị Panadol, một chai nước muối, chúng ta có đào sâu không? Hay đợi khách hàng mua chừng nào mua bộ não mới đào sâu, hoặc khi nào mua một liều thuốc đau đầu bắt đầu mới đào sâu, đúng không anh chị em? Một băng cá nhân thôi cũng có đào sâu hay không? Thì chúng ta phải giúp cho nhân sự của chúng ta là phải có quy trình bán hàng, và sau đấy là phải có chuyên môn cao. Vậy anh chị em có thể ghi ra hành động, anh chị em sẽ làm những cái gì để cho nhân sự chúng ta có chuyên môn cao? Chúng ta sẽ làm cái gì để có chuyên môn cao? Và anh chị em có test nhân sự của mình không? Có kiểm tra bất chợt thường xuyên hay không? Để duy trì lúc nào trình độ nhân sự chúng ta lúc nào cũng được cao. Rồi ngoài chuyên môn cao thì chúng ta cần gì ạ? Sản phẩm tốt. Chuyên môn và sản phẩm hầu như đây là hai yếu tố cơ bản nhất đối với kinh doanh ngành dược. Bây giờ năm 2024 và những năm về sau sẽ không dành chỗ cho những nhà thuốc nào hỏi gì bán đấy, không dành chỗ cho những nhà thuốc nào có nhân sự kém, không có năng lượng, không có chỗ cho những nhà thuốc nào không chịu cập nhật, học tập và phát triển. Nếu như bạn không thay đổi, xã hội sẽ thay đổi giúp bạn. Rồi ngoài cái việc chúng ta có chuyên môn tốt thì chúng ta phải có gì ạ? Thái độ, đúng anh chị em? Thái độ tốt. Thái độ tốt. Anh chị em có thể thấy 2-3 năm trước thì họ khác, nhưng bây giờ hầu như chỗ nào cũng tốt. Vậy nhưng mà Bảo đã đi rất nhiều cửa hàng tư nhân, thái độ vẫn chưa được tốt. Một, chúng ta sẵn sàng nâng cấp mình để cạnh tranh, để phát triển. Hai là chúng ta để xã hội đào thải, cái nào cũng được, do lựa chọn của chúng ta, do lựa chọn của chúng ta mà thôi. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta quyết định cái gì thì ngày mai, ngày kia và tương lai sau này chúng ta sẽ nhận lấy cái kết quả đấy, đúng không? Vậy thì chúng ta phải có một cái thái độ tốt. Ngoài thái độ tốt nữa,
Thì trong cuốn sách marketing, trong marketing du kích, bậc thầy marketing nói như thế này: marketing là gì và làm sao để các bạn cạnh tranh được? Đó là các bạn cạnh tranh bằng dịch vụ. Các bạn cạnh tranh bằng dịch vụ. Thời đại bây giờ thái độ tốt, sản phẩm tốt hầu như chỗ nào cũng có, và càng ngày càng tốt hơn rất nhiều so với ngày. Tháng nay có sản phẩm tốt, nhưng 2 tháng sau, 3 tháng sau sẽ có những sản phẩm tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn. Đó là cái nguyên lý mà khiến cho đất nước ngày càng phát triển, khiến cho cái sự cạnh tranh càng ngày càng phát triển. Càng cạnh tranh thì đất nước càng phát triển, sẽ dành cho những kẻ mạnh và kẻ yếu bị đào thải. Vậy thì sản phẩm sẽ luôn luôn là tốt. Vậy thì chúng ta có dịch vụ gì không? Đang có ship 25 phút thì chúng ta có ship bao nhiêu phút? Chúng ta không ship được. Họ có dịch vụ AI chăm sóc khách hàng, vậy thì chúng ta có ai chăm sóc nào? Nhân sự chúng ta ngồi chơi, giờ cao điểm thì bán, giờ không cao điểm thì làm gì ạ? Đúng không? Mà kêu họ chăm sóc hoặc không chăm sóc thì các bạn làm gì ạ? Nếu các bạn thờ ơ bỏ qua, các bạn đặt khách hàng, đặt nhân sự của mình là trọng tâm, thì các bạn sẽ mất khách hàng. Còn nếu các bạn đặt quyền lợi của khách hàng và đặt quyền lợi của nhân sự hòa vào nhau, thì các bạn sẽ có cả hai. Rồi ngoài dịch vụ thì có gì ạ? Chúng ta phải có sự tiền ích, tiền lợi. Tiền lợi hay tiền ích thì giống như đủ thuốc cũng là sự tiền lợi. Vậy chúng ta hãy nghĩ xem, nghĩ xem, nhất là cái dịch vụ và cái tiền lợi tiền ích này, anh chị em sẽ làm gì để cho cửa hàng của chúng ta tiếp cận khách hàng ngày càng nhanh chóng hơn?